Dạ vâng, em Hạ xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Mình đã quay trở lại với kênh Cầm Hải trong ngày hôm nay, ngày 31 tháng 7 năm 2024, một ngày cuối cùng của tháng 7. Dạ vâng, thì hãy chúc tất cả quý cô chú anh chị và các bạn mình cùng xem clip vui vẻ nha. Dạ thì hôm nay thì em Hải xin phép được cập nhật những cái tin tức gửi tới quý cô chú anh chị các bạn như là tỷ giá USD cũng như một số ngoại tệ khác và giá vàng của ngày hôm nay và một số thông tin khác thì Hải sẽ cập nhật gửi tới quý cô chú anh chị các bạn. Dạ. Hôm nay thì mọi người có thể thấy là thời tiết Sài Gòn thì cũng không được đẹp cho lắm. Đây mọi người thấy này, thời tiết cũng khá là âm u. Và hiện tại thì em Hải đang có mặt tại cửa Bắc, tại khu vực chợ Bến Thành. Thì khu vực quanh khu vực cửa Bắc của chợ Bến Thành thì quý cô chú anh chị mình thấy ở đây là buôn bán những cái mặt hàng như là thời trang này, trái cây này. Rồi bên cạnh đấy thì có một số cái cửa hàng bán đồ lưu niệm. Còn phía bên tay phải của Hải là những khách sạn. Dạ vâng, thì hiện tại thì em Hải đang có mặt tại đường Nguyễn An Ninh và giao khu vực đường Nguyễn Ninh và đường Phan Chu Trinh, quý cô chú anh chị các bạn mình. Thì ở phía bên này là cửa tây của chợ Bến Thành, thì mọi người có thể thấy đây lượng khách du lịch những tháng gần đây đổ về Việt Nam mình rất là đông. Thì theo số liệu phân tích thì Hải thấy là từ đầu năm đến giờ đã đón tới 10 triệu lượt du khách nước ngoài đến với Việt Nam mình. Dạ thì khu vực này thì ở đây thì có hai cửa hàng đổi ngoại tệ Hà Tâm và Mai Vân, thì Hải sẽ qua đấy và cập nhật tỷ giá gửi tới quý cô chú anh chị và các bạn mình nhé. Đã thì mọi người có thể thấy này, có những hạt mưa hơi nhỏ nhỏ tại khu vực mình đang quan sát là phía bên này. Mọi người thấy ở đây thì có chú đang bán hàng rong trái cây đấy, thì bên kia thì có một cô cứ hay đi xin tiền. Mọi người đấy, người Miên á, người ta hay xin tiền tại cái khu vực này lắm, xin tiền quanh quanh tại khu vực chợ Bến Thành và khu đổi ngoại tệ, nên quý cô chú anh chị mình cũng hết sức cẩn thận khi cho tiền những người như thế này nhá. Dạ thì khu vực hai cửa hàng thì mọi người thấy là đứng kín luôn. Đấy, Hà Tâm và Mai Vân thì mọi người đang đứng đổ ngoại tệ. Dạ vâng, thì mấy ngày hôm nay thì có vẻ là giá USD đã có chiều hướng tăng lên và giá vàng thì có chiều hướng đi xuống, nhưng mà theo Hải thấy là giá vàng nhẫn và giá vàng SJC thì giá vàng nữ trang SJC thì có vẻ là chiều hướng tăng lên sau những cái phiên giao dịch giảm giá. Thì cụ thể như sau. Dạ, đối với giá vàng miếng SJC của thành phố Hồ Chí Minh thì mua vào với giá là 77 triệu và bán ra với giá là 79 triệu. Còn đối với SJC của Hà Nội thì mua vào với giá là 77 triệu và bán ra với giá là 79 triệu. Còn đối với Doji thì Doji Hồ Chí Minh mua vào với giá là 77 triệu và bán ra với giá là 79 triệu. Còn Doji Hà Nội thì cũng mua vào với giá là 77 triệu, bán ra với giá là 79 triệu. Còn đối với BNG Hồ Chí Minh thì mua vào với giá là 77 triệu và bán ra với giá là 79 triệu. Còn đối với BNG Hà Nội mua vào với giá là 77 triệu, bán ra với giá là 79 triệu. Còn đối với SJC Phú Quý mua vào với giá là 71 triệu 100 ngàn đồng, bán ra với giá là 79 triệu đồng. Thì sau những cái thương hiệu vàng Hải vừa kể cập nhật gửi tới quý cô chú anh chị các bạn mình, thì theo Hải thấy là vàng miếng SJC là có chiều hướng tăng cao hơn so với những cái thương hiệu vàng trên 100 ngàn đồng đối với chiều mua vào. Còn đối với SJC của Bảo Tín Minh Châu thì mua vào với giá là 77 triệu, bán ra với giá là 79 triệu. Còn riêng đối với vàng Mỹ Hồng thì có chiều hướng đi xuống rồi. Cụ thể đối với vàng Mỹ Hồng mua vào với giá là 78 triệu, đã giảm 500 ngàn đồng, và bán ra với giá là 79 triệu thì cũng giảm 500 ngàn đồng cả hai chiều mua vào và bán ra. Còn đối với SJC của Eximbank mua vào với giá là 77 triệu, bán ra với giá là 79 triệu. Còn đối với TPBank Gold mua vào với giá là 77 triệu và bán ra với giá là 79 triệu. Dạ vâng, thì ở đây là thông tin giá vàng miếng SJC của ngày 31 tháng 7 năm 2024. Em Hải muốn gửi tới quý cô chú anh chị và các bạn mình. Dạ, tiếp theo thì sẽ tới với giá vàng nhẫn 4 số 9 cũng như là vàng nữ trang SJC em Hải muốn gửi tới quý cô chú anh chị và các bạn mình nha. Thì cụ thể như sau, đối với vàng nhẫn 4 số 9 từ 1 chỉ tới 5 chỉ mua vào với giá là 75 triệu 950 ngàn đồng, tăng 350 ngàn đồng so với phiên giao dịch của ngày hôm qua. Còn bán ra với giá là 77 triệu 300 ngàn đồng, cũng tăng 300 ngàn đồng so với phiên giao dịch của ngày hôm qua. Còn đối với vàng nữ trang 4 số 9 mua vào với giá là 75 triệu 800 ngàn đồng, tăng 300 ngàn đồng so với phiên giao dịch ngày hôm trước. Bán ra với giá là 76 triệu 800 ngàn đồng, cũng tăng 300 ngàn đồng. Còn đối với vàng nữ trang 24K mua vào với giá là 74 triệu 040 ngàn đồng, tăng 297 ngàn
so với phiên giao dịch của ngày hôm trước, bán ra với giá là 76.040.000, tăng 297.000. Thì đối với vàng nữ trang 24K, cả chiều mua vào và chiều bán ra đều tăng 297.000. Còn đối với vàng nữ trang 18K, mua vào với giá là 55.256.000, bán ra với giá là 57.756.000, cả hai chiều mua vào và bán ra tăng 225.000. Còn đối với vàng nữ trang 14K, mua vào với giá là 42.429.000, bán ra với giá là 44.929.000, cả chiều mua vào và chiều bán ra đồng loạt tăng 175.000. Còn đối với vàng nữ trang 10K, mua vào với giá là 29.679.000, bán ra với giá là 32.179.000, cả chiều mua vào và chiều bán ra đều tăng 125.000 nha quý cô chú anh chị các bạn mình. Dạ, vừa rồi thì em Hải vừa cập nhật gửi tới quý cô chú anh chị mình về giá vàng miếng cũng như là giá vàng nhẫn của ngày hôm nay gửi tới quý cô chú anh chị và các bạn mình. Dạ vâng, thì giá vàng nhẫn 4 số 9 phiên ngày 31 tháng 7 thì vàng nhẫn đã tăng mạnh lên cao nhất 2 tuần khi mà thế giới đạt tới 2.420 USD trên một ounce. Còn đối với giá USD của thị trường tự do thì em Hải sẽ cập nhật gửi tới quý cô chú anh chị và các bạn mình. Thì mọi người cùng lắng nghe và theo dõi nhé. Thì hôm nay thì Hải thấy là giá USD của ngày hôm nay đã có chiều hướng tăng lên so với phiên giao dịch của ngày hôm qua. Thì bây giờ thì mình sẽ vào cập nhật luôn để quý cô chú anh chị mình không phải chờ lâu nhé. Dạ vâng, thì đối với USD của ngày hôm nay có thị trường tự do mua vào với giá là 25.642 đồng và bán ra với giá là 25.712 đồng như quý cô chú anh chị các bạn mình. Thì cả hai chiều bán ra và mua vào đều tăng 20 đồng. Còn đối với đô la Úc mua vào với giá là 16.000 đô la Úc là mua vào với giá là 16.768 đồng và bán ra với giá là 16.868 đồng nha quý cô chú anh chị các bạn mình. Còn đối với bảng Anh thì mua vào với giá là 32.565 đồng và bán ra với giá là 32.775 đồng. Dạ vâng, thì hôm nay thì em Hải thấy đô la Úc và bảng Anh thì có chiều hướng đi xuống, còn euro thì đang có chiều hướng đi lên nhé. Cụ thể như sau: euro mua vào với giá là 27.579 đồng, bán ra với giá là 27.679 đồng nha quý cô chú anh chị các bạn mình. Còn đối với đô Canada ngày hôm nay mua vào với giá là 18.470 đồng và bán ra với giá là 18.570 đồng. Dạ vâng, thì em Hải đã cập nhật xong tỷ giá ngoại tệ ngày hôm nay gửi tới quý cô chú anh chị và các bạn mình để mọi người có thể tham khảo cũng như là mọi người có thể mua vào đầu tư hoặc là đi du lịch trong những ngày sắp tới nhá. Thì em Hải đã cập nhật gửi tới quý cô chú anh chị mình về giá vàng cũng như là giá đô và một số ngoại tệ gửi tới quý cô chú anh chị và các bạn mình nhé, để mọi người có thể tham khảo. Dạ, tiếp theo thì em Hải sẽ cập nhật một số cái thông tin mới gửi tới quý cô chú anh chị và các bạn mình. Dạ vâng, thì hôm nay có một cái tin gửi tới quý cô chú anh chị mình cùng cảnh giác nha mọi người, đó là bắt giữ nhóm người chuyên dàn cảnh móc túi ở Sài Gòn. Thì cụ thể như sau: ngày 31 tháng 7, công an quận 5 đã bắt giữ nhóm 8 người lợi dụng các lễ hội đông người dàn cảnh móc túi trộm cắp tài sản. Thì cái thông tin này cực kỳ là mới trong ngày hôm nay, thì em Hải sẽ gửi tới quý cô chú anh chị và các bạn để mọi người có thể nắm bắt để theo dõi nhé, cẩn thận những cái khi mà mình tham gia những cái lễ hội cũng như là những cái sự kiện. Thì cụ thể như sau: thì lợi dụng với sự kiện đám đông ở trên địa bàn tại khu vực quận 5 đã trà trộn dàn cảnh móc túi chiếm đoạt tài sản của người dân và các đối tượng trong băng nhóm trộm cắp vừa bị công an bắt giữ tại khu vực quận 5. Qua theo dõi, cơ quan công an đã phát hiện ra 8 đối tượng trà trộn vào những lễ hội, vào lễ tốt nghiệp của trường Đại học Sài Gòn ở phường 3 quận 5, rồi tạo tình huống dàn cảnh chen chúc móc túi trộm cắp tài sản của người bị hại. Sau đó, các đối tượng mang tài sản trộm cắp bán lại ở cho các cửa hàng điện thoại do Nguyễn Ngọc Trân làm chủ. Mặc dù biết rõ số điện thoại có nguồn gốc
từ phạm tội mà có, nhưng vì lợi ích chân vẫn cố ý mua với giá trị thấp hơn thị trường. Hiện tại cơ quan quận 5 đang tiến hành điều tra cũng như là củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý nghiêm minh các đối tượng. Dạ vâng, thì ở đây là một cái thông tin mà em Hải muốn gửi tới quý cô chú anh chị các bạn mình hết sức cẩn trọng nhé. Khi mình tham gia những cái lễ hội tại khu vực trung tâm để tránh những cái trường hợp không may mình bị xảy ra nhé. Dạ thì bây giờ thì mình cùng tiếp tục đi dạo tại những con đường trung tâm Sài Gòn. Thì bây giờ thì em Hải sẽ mời tất cả quý cô chú anh chị mình đi tại khu vực đường Lý Tự Trọng, đường Gia Long ngày xưa nhé. Thì hiện tại thì em Hải mình đang có mặt tại ngã tư giữa đường Pasteur giao nhau với đường Gia Long. Thì khu vực này thì nó đang đèn đỏ, bây giờ thì với đèn xanh thì mình cùng đi nha mọi người. Dạ quý cô chú anh chị mình rẽ tay trái thì mình sẽ về với khu vực Dinh Độc Lập, còn rẽ tay phải đây là khu vực đường một chiều dành cho người đi bộ, thì rẽ tay phải thì mọi người sẽ về với đại lộ Lê Lợi nhé. Dạ thì đối với đường Lý Tự Trọng này, quý cô chú anh chị mình có thể thấy là khu vực này có những cái hàng cây me rất là lớn mà đã được cắt tỉa gọn gàng để tránh vào cái mùa mưa bão gây ảnh hưởng tới người tham gia giao thông cũng như là người đi bộ. Thì ở Sài Gòn mình đã có rất là nhiều cái trường hợp cây lớn bị gãy cành rồi đổ trúng người cũng như là trúng xe đang khi đang di chuyển, nên quý cô chú anh chị mình hết sức cẩn thận khi vào mùa mưa nhé. Mình hạn chế đi lại dưới những cái cây lớn để tránh những cái trường hợp không may nó xảy ra. Dạ thì hiện tại thì em Hải đang có mặt tại đường Đồng Khởi, một con đường khá là đẹp tại khu vực trung tâm Sài Gòn và có giá đất đắt đỏ nhất thế giới. Vâng, thì phía trước có mọi người thấy những cái tòa nhà rất là đẹp luôn. Em Hải mời tất cả các cô chú anh chị mình cùng tiếp tục đi cùng em Hải. Dạ vâng, thì hôm nay thì có cái thông tin mới được chia sẻ trên trang báo Vietnam Express, cụ thể như sau, đó là pin dự phòng của điện thoại bốc cháy tại sân bay Tân Sơn Nhất. Thì pin sạc điện thoại dự phòng trong hành lý ký gửi có một hành khách ở ga quốc tế tại sân bay Tân Sơn Nhất bị lực lượng an ninh yêu cầu bỏ lại sau khi bốc cháy vào khuya ngày 30 tháng 7, cụ thể như sau. Vào 23 giờ 55 phút, bộ phận xoay chiếu hành lý tại đảo G ga đi quốc tế sân bay yêu cầu hành khách nam bỏ lại pin dự phòng vì không được để trong kiện hàng hành lý ký gửi. Cục pin sau đó bất ngờ bốc cháy, lực lượng an ninh đã dùng bình chữa cháy dập tắt ngọn lửa sau 5 phút và mất gần 1 giờ để thu dọn hiện trường. Sau vụ việc, sự việc không ảnh hưởng lớn đến hoạt động khai thác tại ga. Đại diện cảng hàng không Tân Sơn Nhất, quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết pin dự phòng của khách hàng bỏ lại bị cháy là loại không rõ nguồn gốc. Thì theo quy định của các hãng hàng không, pin dự phòng được phép mang lên máy bay dưới dạng hành lý xách tay nhưng không được phép bỏ vào bên trong ký gửi, dễ gây cháy nổ. Do pin ít giá trị nên hành khách này bỏ lại và không mang xách tay hay thông báo cho bộ phận an ninh. Dạ vâng, thì đây là một cái thông tin để quý cô chú anh chị mình hết sức cẩn thận nha, khi mình tham gia đường hàng không. Đấy thì quý cô chú anh chị mình có những cái cục sạc dự phòng thế này thì mọi người vui lòng xách tay đi nhá. Không nên gửi bên trong hành lý vì quá trình vận chuyển thì nó sẽ xảy ra một số cái điều không muốn. Dạ vâng, thì đây là những cái thông tin mà em Hải muốn gửi tới quý cô chú anh chị và các bạn mình để mọi người có thể tham khảo. Dạ thì bây giờ thì mình cùng đi tiếp nha mọi người.